Khởi đầu từ một địa phương trắng rất nhiều yếu tố về nhiếp ảnh nghệ thuật, cho đến bây giờ Quảng Nam đã trở thành một vùng đất có thương hiệu về nhiếp ảnh, có năm đứng thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về giải thưởng ảnh trong và ngoài nước. Điều gì đã làm nên thành công đó? Điều đầu tiên là sự đoàn kết trong hoạt động sáng tạo của anh em cầm máy, sau nữa là được ưu ái khá nhiều từ chất liệu của vùng đất mình đang sống và cộng vào đó là tinh thần chịu khó học hỏi, mạnh dạn tìm cách thể hiện mới mẻ và bắt nhịp kịp nhiếp ảnh các vùng miền trên đất nước, cũng như tìm con đường để hội nhập với sân chơi nhiếp ảnh thế giới. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phú Tâm, tức hiệu A Phi Áp, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Quảng Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam, là một trong những người dấn thân rất sớm vào sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật và là người cùng với nghệ sĩ Đặng Kế Đông mạnh dạn tìm tòi, trải nghiệm để từng bước đưa nhiếp ảnh nghệ thuật xứ Quảng vươn ra khu vực, cả nước và thế giới. Là một chặng đường rất là dài từ khi tái lập tỉnh. Phân hội nhiếp ảnh lúc bây giờ chỉ có một người từ Đà Nẵng tách về. Nhưng cái phong trào lúc bây giờ phải nói rằng là chưa có gì. Phải nói tráng luôn cả nhiếp ảnh. Cũng may mắn là lúc bây giờ Hội An cũng trong thời điểm đó Hội An thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh. Và cũng chính từ câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội An tạo ra một nguồn nhân lực cho cái phân hội nhiếp ảnh Quảng Nam. Và đến bây giờ đó là ban đầu chỉ có nam anh em thôi. Nhưng mà từ cái tự học hỏi, từ cái tìm và giao lưu với các đơn vị để mà đứng vững ở sân chơi từ buổi ban đầu thì cũng rất là khó khăn. Nhưng mà với niềm đam mê, với sự say mê với nghề nghiệp và luôn luôn trên tinh thần học hỏi thì anh em cũng đã tìm ra. Và đến bây giờ thì một chặng đường dài Quảng Nam đã phát triển rất là mạnh. Từ lúc ban đầu không có nghệ sĩ đến bây giờ Quảng Nam đã có một chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Quảng Nam với 13 anh em hội viên. Đó là năm đầu tiên nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phú Tâm và Đặng Kế Đông đoạt huy chương quốc tế. Dương Phú Tâm với ký ức Hội An, huy chương đồng Bồ Đào Nha, còn Đặng Kế Đông với hoa văn trên cát, huy chương về đề tài cái nhìn cuộc sống. Đây là niềm vui lớn, bất ngờ của những người cầm máy ảnh ở một tỉnh lẻ như Quảng Nam. Từ thành công bước đầu ấy, anh em cầm máy Quảng Nam đã mạnh dạn hơn trong việc tìm kiếm đề tài, động viên nhau vượt mọi khó khăn để gửi ảnh ra thế giới. Và rồi, thành công đã nối tiếp thành công, giúp ảnh Quảng Nam không những tự khẳng định được mình bằng hàng loạt giải thưởng lớn, nhỏ ở sân chơi ảnh quốc tế, mà còn góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh của mảnh đất và con người xứ Quảng ra với bạn bè khắp nơi. Thế hệ của chúng tôi là thế hệ mà sáng lập cho câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội An. Từ những năm mà cái phong trào nhiếp ảnh ở Quảng Nam lúc mới tách tỉnh thì gần như là con số 0. Thì câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội An là một cái đơn vị mà tập hợp được cái lực lượng anh em quần chúng, những người chỉ cần là những người mê nhiếp ảnh, thích nhiếp ảnh là có thể chơi được. Thì từ năm đó trăm mười mấy hội viên thì cùng với chủ nhiệm Trương Văn Thế thì tôi với anh Dương Phú Tâm là hai phó chủ nhiệm phụ trách chung về chuyên môn tổ chức cho anh em sinh hoạt sáng tác, rồi cũng là những người kiểu như là đào tạo để mà mở lối. Chúng tôi đi nhiều, đặc biệt là với anh Dương Phú Tâm, một cái người thực sự là có đam mê, chịu lan lộn, chịu đầu tư hy sinh thì giờ tiền bạc để mà chơi những cái bước đầu tiên. Lúc đó thì kiểu như là đi thực tế, mở ra con đường để rồi anh em về sau đi. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phú Tâm, để có được thành công đầy ấn tượng ban đầu ở sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới với ký ức Hội An, thì phải kể đến những năm tháng đầu tiên anh dấn thân vào nhiếp ảnh khi chuyển ngành từ công an qua dân sự. Ngày ấy sẵn có tay nghề chụp ảnh trong công tác nghiệp vụ của ngành công an. Dương Phú Tâm mở hiệu ảnh dịch vụ ở phố cổ Hội An, làm cái cần câu cơm cho gia đình, lăn lộn kiếm cơm bằng chụp ảnh đủ các kiểu, từ đám cưới, đám ma, thôi nôi, đầy tháng cho đến lễ hội, suốt nhiều năm trời.
tay máy này bắt đầu quyết định chọn cho mình một hướng đi mới với nhiếp ảnh. Đó là vào năm 1997, mấy tay máy gồm Dương Phú Tâm, Đặng Kế Đông, Trương Văn Thế, Thái Tuấn Kiệt rủ nhau thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội An. Bắt đầu từ đây, Dương Phú Tâm và các tay máy phố hội tập tò làm quen với nhiếp ảnh nghệ thuật trong một khái niệm còn khá lờ mờ. Cho đến một ngày, những tay máy của câu lạc bộ nhiếp ảnh Gia Đình ra Hội An chụp phố cổ, thì cũng cảnh quê mình, người quê mình, nhìn biết đôi con mắt, sao họ chụp đẹp thế. Chuyện trò làm quen rồi họ mới mời gửi ảnh và giao lưu. Dương Phú Tâm và Đặng Kế Đông quyết làm một chuyến hành hương phương Nam để tầm sư học đạo. Mang theo 15 tấm ảnh, hai người hai chiếc xe máy chạy 4 ngày thì tới Sài Gòn. Lòng đam mê và tinh thần cầu thị của hai gã đàn ông xứ Quảng đã chinh phục được cảm tình của những nghệ sĩ trong câu lạc bộ Gia Đình danh giá, và họ đã tận tình chỉ bảo. Thực sự cái duyên nhiếp ảnh của tôi là từ khi ở trong ngành công an, tôi có đã học qua bộ môn nhiếp ảnh. Khi về Đà Nẵng thì tôi cũng được gặp một người anh là cũng trong ngành nhiếp ảnh đã hỗ trợ tôi trong cái tiếp tục cái chuyên môn nhiếp ảnh, đó là anh Đức mà photo bây giờ đấy ở Đà Nẵng. Thì qua cái môn nhiếp ảnh thì mình mới thấy rằng trong cái cuộc đời của nhiếp ảnh nó có những cái thăng trầm, và nếu anh thích nhiếp ảnh thì mọi thứ của cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi anh giương máy lên, anh cầm chiếc máy ảnh lên thì anh lại nghĩ đến cái đẹp và cái chân thiện mỹ của bức ảnh, thì tự nhiên con người nó thanh thản hơn. Và tôi bắt đầu theo nhiếp ảnh nghệ thuật từ năm 97 sau khi Quảng Nam tách tỉnh. Từ những trải nghiệm ban đầu với sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật, năm 2001 là mốc thời gian đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc dấn thân vào nhiếp ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ Dương Phú Tâm. Lần đầu tiên Dương Phú Tâm được cử đi dự trại sáng tác 15 ngày của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Vũng Tàu. 15 ngày dự trại đã đem lại cho anh thêm những kiến thức nền tảng về sắc độ, đường nét, hình khối, cấu tứ của một tác phẩm ảnh nghệ thuật. Và Dương Phú Tâm lao vào cuộc chơi nghệ thuật với một niềm đam mê cháy bỏng. Và dĩ nhiên, anh cũng thừa hiểu đã đi vào con đường này thì công cuộc sinh nhai rất dễ bị chông chệch. Hễ có loại máy hiện đại gì ra đời là anh tìm mua cho bằng được. Chính vì thế đây là cuộc chơi tốn kém tiền bạc vô cùng. Cần mẫn cày cấy trên cánh đồng nghệ thuật, rồi Dương Phú Tâm cũng gặt hái được quả ngọt đầu mùa. Ngoài ký ức Hội An, huy chương đồng phi áp ở Bồ Đào Nha, anh còn liên tiếp gặt hái thành công trong các cuộc thi tổ chức trong tỉnh, khu vực và quốc gia. Đến nay, anh đã có 7 huy chương cuộc thi cấp tỉnh, một giải khuyến khích cấp khu vực và một huy chương bạc trong cuộc thi ảnh nghệ thuật năm 2003 do Bộ Văn hóa Thông tin cũ và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Và rồi, một lần nữa anh lại đăng quang trong cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức vào tháng 7 năm 2014 tại Macedonia. Đây là cuộc thi do Tổ chức Nhiếp ảnh Không Biên giới của Pháp tổ chức dưới sự bảo trợ của FIAP. Tác phẩm Tuổi thơ ngày hè của Dương Phú Tâm đã xuất sắc giành được huy chương vàng trong tổng số 8.276 tác phẩm của 594 tác giả của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tham dự. Chính những thành công này mà Dương Phú Tâm trở thành người đầu tiên ở Quảng Nam được phong tước hiệu FIAP, tức là được phong nghệ sĩ của Liên đoàn Nhiếp ảnh Thế giới vào tháng 6 năm 2009. Và cho đến nay, anh đã có 30 tấm ảnh được treo tại 12 quốc gia có nền nhiếp ảnh phát triển hàng đầu thế giới. Trong số những tác phẩm ít nhiều mang lại cho anh thành công ấy, bóng dáng Quảng Nam với hai di sản văn hóa thế giới, Mỹ Sơn và Hội An luôn hiển diện trong những khoảnh khắc lung linh, mà ở đó trái tim, tình yêu của người nghệ sĩ cầm máy Dương Phú Tâm thể hiện rất rõ nét. Hai mươi năm cầm máy trong sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật, đối với tôi là một niềm đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật say đắm. Trong cái vấn đề chính của tôi là tìm về những khoảnh khắc của quá khứ, trong đó có Mỹ Sơn. Nhưng mà thực ra là thời vì công việc cho nên là tôi cũng ít đến Mỹ Sơn nhiều hơn các bạn khác. Nhưng mà tâm trí của tôi lúc nào cũng nghĩ đến Mỹ Sơn, một di tích mà có một cái thăng trầm của lịch sử. Nơi đó nó gửi lại những cái dấu ấn kỷ niệm rất là xa xưa, nhưng mà tôi chưa thể hiện hết được cái tấm lòng của tôi đối với Mỹ Sơn. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về Mỹ Sơn, nơi ấy sẽ có một
cái mà tôi đang tìm về. Thì ngay từ những lần đầu tiên thì anh Tâm đã từng có tác phẩm chụp ở Hội An đoạt huy chương đồng quốc tế. Thì dù rằng thì khi mà chưa vươn ra được cái gì là biển lớn, chưa đi được nhiều nơi thì Hội An vẫn là cái mảnh đất màu mỡ. Ngoài hoạt động sáng tác của cá nhân, từ năm 2015, Dương Phú Tâm còn đảm nhận vai trò chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Nam, trực thuộc Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Là người đi trước, anh luôn dành cho anh em trẻ những tình cảm chân thành, sẻ chia, động viên và giúp đỡ để họ từng bước yên tâm dấn thân vào con đường nghệ thuật. Và phải nói rằng, Quảng Nam sau thế hệ Đặng Kế Đông, Dương Phú Tâm, Thái Tuấn Kiệt, v.v. đã có một lớp nghệ sĩ cầm máy ảnh trẻ từng bước khẳng định được vị thế của mình trong làng nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam. Chú Dương Phú Tâm thì những ngày đầu gặp chú thì chú rất là gần gũi và để hướng dẫn cho con rất là nhiều cái cách để chụp ảnh ở Hội An, chụp ở những cái mỹ sơn di sản, thì chú luôn luôn hỗ trợ những thành viên trẻ để tham gia những cái cuộc thi ảnh và để tham gia vào chi hội. Chú Dương Phú Tâm thì nó đi một cái hồn rất là sao lắng về những cái hình ảnh ở phố cổ, những cái góc phố thân quen gần gũi, đi vào sao hồn người. Riêng anh Dương Phú Tâm là một người rất là tuyệt vời trong vấn đề về phong trào, vì anh Tâm được là rất là có cái tính phong trào, rồi được tổ chức cho anh em đi sáng tác ở các nơi xa hay là các cái dịp để giao lưu với các cái đoàn nhiếp ảnh ở các tỉnh. Thì với một người anh như vậy thì về cái sáng tác hay là về những cái thành quả thì anh cũng rất là tuyệt vời. Nếu kể từ khi tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hội An năm 1997 đến nay, Dương Phú Tâm đã tròn 20 năm can dự cuộc chơi hình và sắc. Bước chân anh đã rong ruổi khắp nơi, từ Tây Nguyên ra từng vùng Đông Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc. Từ khi chơi ảnh nghệ thuật, anh được hiểu biết thêm về cảnh quan, nét văn hóa đặc sắc của nhiều miền đất nước. Và có thêm bạn bè khắp nơi. Với anh, mỗi vùng đất thường các anh phải quay lại nhiều lần, bởi chỉ khi thật hiểu nó thì mới biết cần đặt máy ở đâu, vào thời khắc nào là tốt nhất. Tất nhiên, cũng có sự may mắn, vì trong nhiếp ảnh không thiếu những khoảnh khắc tình cờ đã làm nên nhiều bức ảnh nổi tiếng thế giới. Tuy mỗi năm vài bận vác ba lô lên và đi, vào Nam ra Bắc, nhưng Dương Phú Tâm bảo, Quảng Nam vẫn là vỉa quặng giàu có cho nhiếp ảnh nghệ thuật. Và anh vẫn cần mẫn cày cuốc trên cánh đồng ấy.